mặc dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, trường tiểu học và trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, cơ sở 2, có địa chỉ tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, Chèm, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức đào tạo. Theo giới thiệu trên website của trường Đoàn Thị Điểm, hiện nay, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đang là một trong những mô hình đào tạo chất lượng cao có uy tín tại Hà Nội với hai cơ sở giáo dục. Cơ sở 1 tại khu đô thị phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm và cơ sở 2 tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế Chèm, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cơ sở 2 mới được đưa vào sử dụng từ năm 2012 là cơ sở giáo dục hiện đại trên diện tích rộng tới 1,6 ha và có số lượng học sinh theo học ngày càng tăng theo các năm. Theo tìm hiểu, cơ sở 1 của trường Đoàn Thị Điểm được cấp phép của cơ quan chức năng về tổ chức hoạt động đào tạo với hai cấp tiểu học đến trung học cơ sở. Cơ sở 2 có địa chỉ tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm chỉ được cấp phép hoạt động cho cấp trung học phổ thông. Còn bậc tiểu học và trung học cơ sở của trường Đoàn Thị Điểm tại cơ sở 2 vẫn chưa được cấp phép, tuy nhiên đã tổ chức đào tạo từ nhiều năm qua. Ghi nhận thực tế của phóng viên, cơ sở 2 của trường Đoàn Thị Điểm là một tòa nhà 8 tầng đóng tại khu đô thị Bắc Cổ Nhuế Chèm, phường Cổ Nhuế 2. Hiện trường đã tổ chức giảng dạy khối cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở từ nhiều năm nay. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Ngoài việc trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 đào tạo các bậc tiểu học và trung học cơ sở khi chưa được cấp phép nêu trên, dự án xây trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 còn vi phạm về trật tự xây dựng. Cụ thể, theo giấy phép số 104, giấy phép xây dựng ngày 21 tháng 8, 2011 của Sở Xây dựng, phê duyệt cho trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2, khối nhà học và thư viện cao 6 tầng, khối nhà hành chính, quản trị và lao động thực hành cao 7 tầng. Tuy nhiên, đối chiếu thực tế, khối nhà học và thư viện hiện tại được xây dựng thành 8 tầng trên 6 tầng được cấp phép, tăng 2 tầng, diện tích mặt sàn tăng thêm 1.384m2 trên tầng. Khối nhà hành chính, quản trị và lao động thực hành được xây dựng thành 8 tầng trên 7 tầng được cấp phép, tăng 1 tầng với diện tích mặt sàn tăng thêm là 850m2. Ngoài ra, từ khi xây xong và đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2019, trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 vẫn chưa hoàn thiện việc phê duyệt phòng cháy chữa cháy cho các công trình theo quy định. Theo ghi nhận, đến tháng 9 năm 2019, nhà trường vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chưa biết đến khi nào hệ thống phòng cháy chữa cháy này mới được duyệt. Như vậy, dù chưa được cấp phép đào tạo bậc tiểu học, trung học cơ sở, đồng thời còn vi phạm về trật tự xây dựng, chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện để đưa vào khai thác và sử dụng, nhưng trường Đoàn Thị Điểm vẫn tuyển sinh, giảng dạy, hoạt động suốt từ năm 2012 đến nay mà không hề bị cơ quan chức năng nào nhắc nhở, xử lý. Liên quan đến sự việc trên, báo điện tử Tầm Nhìn đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường Đoàn Thị Điểm và lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm và sẽ thông tin đến quý vị trong phóng sự tiếp theo.